Xin thưa đại, kính chào quý vị khán giả của Việt Vision. Hôm nay chúng ta gặp lại doanh nhân Tô Quang Tuấn, một Việt Kiều đang sinh sống ở Moscow, thủ đô nước Nga. Vâng, thưa anh Tuấn, khoảng hơn một tuần gần đây thì tất cả các YouTuber ở Việt Nam, các kênh YouTube ấy, mà có đăng ký đối tác của YouTube đều nhận được đồng loạt một cái email tạm gọi là cảnh cáo. Tức là trong email đó, YouTube cho rằng nếu các bạn không thừa nhận thảm cảnh ở Bucha và có nhiều cuộc suy chiến tranh, tức là binh vực Nga, thì chúng tôi chưa hết là tắt khả năng kiếm tiền của các bạn, thứ hai hạn chế, và thứ ba là vân vân nữa. Thế thì Tuấn là một công dân Nga nhưng mà gốc Việt, Tuấn đang sống ở Moscow, thì Tuấn có một cái nhìn toàn cảnh hơn, kể cả về truyền thông hai chiều, tức là truyền thông của Nga với phương Tây và phương Tây với Nga. Thì chúng ta biết rồi, về cuộc chiến Nga-Ukraine thì truyền thông phương Tây, Mỹ và NATO và đặc biệt là Hoa Kỳ, các nền tảng mạng xã hội đã có email như Bảo Trâm vừa nói. Thế thì trước hết là mời anh Tuấn cho biết cái cảm nghĩ của mình, suy nghĩ của mình khi mà biết thông tin như vậy. Thì anh có suy nghĩ gì về tự do ngôn luận ở Hoa Kỳ mà họ hàng năm vẫn có báo cáo về tự do ngôn luận ở cái nước khác trong đó có Việt Nam ấy? Mời Tuấn. Vâng, em xin chào anh Bảo Trâm và chào tất cả quý vị khán giả của Việt Vision. Cũng có lẽ là cũng lâu lâu rồi thì lại hôm nay lại mới được trở lại diễn đàn của anh Bảo Trâm, bởi vì là công việc của anh với lại những cái hạn chế của bên YouTube như anh vừa nói thì anh em mình không được giao lưu nhiều hơn, đúng không anh? Thì xin trả lời với cái câu hỏi của anh, thì chúng ta thấy rằng là nước Mỹ là cái nước mà từ xưa đến giờ nó là cái nước mà gọi là nước đầu tiên và đi đầu, dẫn đầu ở cái về quyền tự do, quyền bình đẳng và đặc biệt là quyền tự do ngôn luận. Đấy, hàng năm là luôn luôn đưa ra những cái thống kê rằng là ở Việt Nam mình, Mỹ đưa ra những cái thống kê là Việt Nam mình đang vi phạm về cái vấn đề về ngôn luận hay thế nọ thế kia. Và nước Mỹ là cái nước tự do được thế này được thế khác. Nhưng mà nếu mà quý vị đã từng theo dõi cái chia sẻ của mình với Việt Vision thì mình đã thấy rằng là em đã nói rằng là sau cái cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm ngoái thì em đã không còn cái niềm tin vào cái tự do ngôn luận hay là cái tự do bình đẳng hay là bác ái hay là cái những cái gì mà Mỹ nó hay giao giảng về cái đất nước đó cả. Thật sự là mất, không còn cái niềm tin. Bởi vì là như thế nào? Thưa quý vị, là ngay như là Tổng thống Donald Trump thì cái mạng xã hội của Tổng thống Donald Trump là cái người quyền lực nhất nước Mỹ và có thể là một trong những người quyền lực nhất thế giới, đúng không? Đứng đầu nước Mỹ là coi như là tổng thống của nhân loại rồi đấy. Ta cứ có tạm gọi là như vậy đi, mà đang còn bị các cái công ty truyền thông như Twitter, như là Facebook hay là cái gì nó khóa hết luôn. Không đưa ra được những cái vấn đề cần trao đổi hoặc là những cái vấn đề đúng đắn, những cái góc gọi là thật sự. Có nghĩa rằng là chúng ta thấy là nó là truyền thông một phía, bị thao túng bởi những cái giới chính trị và những cái thế lực ngầm. Đúng không? Thì dẫn về đấy, tại làm sao mà anh hỏi cái câu kia và em lại nói là đấy là chúng ta, em đang nói cái dẫn chứng là ngay như là cái người quyền lực nhất của nước Mỹ, trong lòng nước Mỹ mà nó đang còn bị như thế, thì huống gì là như cái chuyện như anh vừa nói rằng là vì ở cái cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine đấy thì đã diễn ra, và vừa qua thì chúng ta thấy rằng là cái vụ thảm sát đang bị vu cáo, cái vụ thảm sát đặc biệt là cái vụ của Bucha có khoảng trên dưới 300.000 thường dân bị thiệt mạng. Thì cái điều đấy chúng ta thấy rằng là bên chính phủ Nga đã đưa ra một cái yêu cầu cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng là như nào, phải mở một cuộc điều tra độc lập. Một cuộc điều tra độc lập có nghĩa là như nào ạ? Là không bị áp lực, không bị thiên vị, không bị đứng từ một cái góc độ về bên EU hay là về bên phía Nga, mà điều tra một cách độc lập và công tâm. Thì ở bên Hội đồng Bảo an kia lại là bảo là lấy cái lý do là đang còn Hội đồng Bảo an đang còn rất nhiều công việc, không có thời gian để làm việc đấy. Nhưng cái đấy là cái rất là vô trách nhiệm. Cái Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là như thế nào? Cái sự ra đời của nó để làm gì? Đúng không? Thì lại đến bây giờ cần anh lên tiếng, cần cái gọi là lên tiếng về cái hòa bình, về cái công bằng, thì anh lại bảo là nhà bao việc, đại loại giống như kiểu nhà bao việc, những cái việc đấy thì các ông đừng có gọi tôi. Thế thì là, và bên cạnh đấy là còn bảo là đòi tẩy chay Nga khỏi Hội đồng Bảo an. Mà trong khi chúng ta biết rằng là lịch sử ra đời của Hội đồng Bảo an là như thế nào? Là những nước thắng trận của chiến tranh thế giới thứ hai. Mà nói đến nước thắng trận thì chúng ta thấy là như thế nào ạ?
là Hồng quân Liên Xô là nước đi đầu và đàn anh trong cái vấn đề chiến tranh thế giới thứ hai về 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 là nước thắng trận đúng không? Thì có nghĩa rằng trong hội đồng bảo an đấy, nếu mà nói về đại ca trong hội đồng bảo an là Liên Xô ngày xưa và là Nga bây giờ, thế thì mấy ông lại tẩy chay. Và nước Nga đã trước khi mà bên hội đồng bảo an đưa ra cái quyết định rằng là bỏ phiếu là loại trừ Nga hay không, là Nga đã tự động chúng tôi không tham gia cái hội đồng này nữa. Bởi vì là như thế nào, nó là phải là một cái hội đồng công bằng đem lại hòa bình cho thế giới, chứ không phải là một cái danh hiệu hay là một cái huy chương hay một cái cúp mà ông thích cho ai thì cho, ông thích tặng cho ai thì tặng. Cái này nó là một cái, cả một cái sự gọi là tự hào, cả một cái gì đấy trọng trách, gánh cái trách nhiệm và gọi là gìn giữ hòa bình, nó phải như vậy. Chứ không phải là cái vấn đề à cái nước này tôi muốn loại, nước này tôi muốn cho, hoặc là thế nọ thế kia. Nga đã từ chối luôn là cái thành viên, thì chúng ta thấy điều đấy. Quay lại cái vấn đề mà như anh nói rằng là về tại sao lại cái vấn đề tự do ngôn luận, thì là như anh thông báo và ở một số bên này, như một số cái clip của em cũng bị gỡ và cũng bị như cái trường hợp như vậy. Đúng rồi. Và chúng ta thấy là những người mà bị phụ thuộc kiếm tiền bởi YouTube thì người ta sẽ rất là sợ. Sợ bởi vì là như thế nào, đánh thẳng vào cái thu nhập của người ta. Vào kinh tế, vào Người nồi ta cơm. sợ. Đúng không? Bởi vì là nó giống như kiểu này này, mày muốn có ăn thì mày phải nghe tao, mày phải nói theo những điều gì tao cho phép. Còn lại nếu không, mày nói những cái điều mà trái với ý của tao thì tao, thứ đầu tiên tao sẽ cảnh cáo, việc đầu tiên là có thể là hạn chế cái kênh YouTube của mày, là bớt lượng người Người theo truy dõi, cập. bớt lượng người xem, bớt lượng người tương tác. Nếu vẫn còn vi phạm nữa thì tao sẽ cắt cái cách kiếm tiền của Đúng mày, và rồi. thậm chí là có cái khóa kênh của mày chẳng hạn, ví dụ như vậy. Cái điều này thì chúng ta thấy là nó là một cái sự tự do ngôn luận trái hình, nó chả có một cái gì về tự do cả. Như em nói là ngay như tổng thống Mỹ gọi là cựu tổng thống Donald Trump đang còn bị bịt mõm khóa mồm, thì là những cái chuyện này là cái chuyện bình thường. Chúng ta thấy là cái bộ mặt thật, càng ngày chúng ta và thế giới đều thấy cái bộ mặt thật của chính phủ Mỹ, em không nói của con người Mỹ, của chính phủ Mỹ và các nước đồng minh trong cái khối, em hay gọi là cái, gọi là cái khối, gọi là một cái tổ chức cướp liên xuyên quốc tế Méo méo bây giờ mình tránh từ đấy, coi nó như gọi là là mẹo đấy, mẹo tránh tránh từ mẹo ra, nó bẩn tính, nó lại khóa anh em mình cái video này méo. thì em thấy rằng là như thế nào, cái vấn đề là như thế nào ạ? Như anh em mình chúng ta nói là chúng ta, như em đã nói là tôi không ăn lương của bất cứ ai, để tôi nói cái điều này cả, nhưng Đúng tôi ăn rồi. cái lương tâm của cái sự chính nghĩa. Thì chúng ta không sợ rằng là nó khóa hay là nó cắt hay là nó hạn chế, kể cả một người nghe hay là 10 người được nghe cái sự thật này, đối với anh em mình cũng là một cái sự chia sẻ, cũng là một cái niềm vui, đúng không? Chứ chúng ta không sống bằng cái nghề gọi là ăn 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 view, ăn like, cho nên chúng ta không sợ. Thì là những cái người mà đứng về cái chuyện lẽ phải ấy, thì là nên nên suy nghĩ về cái thật sự của cái tự do ngôn luận của nước Mỹ. Mà đặc biệt rằng là như cái bọn gọi là tàn dư của chế độ cũ, rất nhiều thằng bây giờ là cứ bú phêm đều rồi bắt đầu là lại vào nói thế nọ thế kia. Và ngày hôm cách đây mấy ngày em cũng đã có vào trực tiếp cái trang của cái bọn gọi là xỏ lá ba que đấy, em tranh luận mà 2 tiếng đồng hồ, em nói cho chúng nó ngồi im, chúng nó nghe. Và đến mức độ mà có một cái con đấy nó giấu mặt con Trang hay con gì cận đấy, nó nhảy vào nó bảo cả một cái diễn đàn của chúng ta mà để cho cái thằng này nó đi ăn lương tuyên truyền thì nó vào nó nói này nói khác. Em bảo là chúng tôi chả có ăn cái lương gì cả, nghe chưa? Nhưng chúng tôi ăn cái lẽ phải, chúng tôi lấy là nói những cái điều đúng nhất. Và hơn nữa rằng là bản thân chúng tôi cũng là người Việt xa xứ, giống như những người bên Cali hay là những người bên EU. Thế nhưng thay vì như thế nào chúng ta làm được cái gì cho Tổ quốc thì các bạn lại đi nói xấu chia rẽ trong đất nước. Cái điều đấy là cái điều mà hoàn toàn sai trái. Bọn tôi cũng như mọi người ở đây thôi, nhận chưa? 20 năm, 20, hơn 20 tuổi đầu chúng tôi đã bước chân ra đi. Lúc đấy đất nước khó khăn về kinh tế. Và tôi nói thật, bản thân gia đình tôi cũng không phải là đi về kinh tế như nhiều người, bởi vì gia đình tôi cũng là gia đình có điều kiện. Và tôi đang học dở cái trường sân khấu điện ảnh, chứ không phải là tôi vô học. Nhưng tôi ra đi bởi vì nào? Tôi yêu quý nước Nga. Tôi thích tuổi trẻ, tôi thích được bay, tôi thích được sống trong những cái trang sách vần thơ mà tôi biết yêu quý nước Nga. Và tôi đến đây tôi cảm nhận rằng là à nó đúng như vậy. Thế thì các bạn lại hỏi tôi là thế bây giờ tại làm sao mày không về xây dựng đất nước? Chúng tôi vẫn đang xây dựng làm giàu cho đất nước mà, chúng tôi vẫn xây dựng quê hương mà, chúng tôi vẫn đầu tư kinh doanh cả 2 nơi, bởi vì chúng tôi là 2 quốc tịch đấy nhá. Còn chế độ nào hay là cái đất nước nào cũng có những cái mặt hạn chế. Thế thì thay vì những cái còn hạn chế thì chúng ta hãy góp sức để làm cho nó tốt hơn, làm thay đổi cái văn minh
chứ không phải là như nào chúng ta đả kích hay là chúng ta chia rẽ hay chúng ta nói xấu. Nói xấu người khác không làm cho mình tốt đẹp hơn được. Xin lỗi rằng là nếu mà lấy tay bốc phân ném người khác thì tay mình bị thối trước cả. Cho nên các bạn đừng có làm cái điều đấy. Nghe chưa? Và một cái điều mà như tôi với các bạn không thể phủ nhận được là như thế nào, chúng ta đang cùng nói chung một ngôn ngữ, cùng chung một dòng máu người Việt. Tuy là các bạn mang cái quốc tịch Mỹ chẳng hạn đấy, nhưng những người ở Mỹ đã bao giờ xem các bạn là bình đẳng chưa? Hay là nó vẫn gọi là các bạn là những con muội châu Á? Công Không dân có hạng 3, đâu. công dân Thấy hạng 3, chưa? hạng 4. Bạn các bạn là cái công dân hạng gì chứ không có chuyện bình đẳng đâu. Thấy chưa? Cho nên là như nào? Đừng có nghĩ cái nước Mỹ nó là đẹp mà nước khác là xấu. Nếu những cái gì Việt Nam mình đang làm được, đang làm tốt, chúng ta phải ghi nhận. Đúng không? Thế các ông cứ bảo là à chính quyền thế nọ, chính quyền thế kia. Tất nhiên rồi. Ở đâu cũng có người xấu. Thế bố con nhà thằng Joe Biden, Hunter Biden là thằng tốt à? Nó là thằng gọi là thằng mafia xuyên lục địa. Nó là thằng mafia xuyên thế giới. Đúng không? Cái đầm lầy Washington các ông đã tát cho cạn đi. Đã làm cho sạch đi cái đã rồi. Các ông hãy nói đến người khác hay là nước khác. Các ông can thiệp sâu quá đến vấn đề nội bộ của nước khác. Trong khi các ông lấy luôn luôn đi giao giảo, lấy cái là lấy cái tự do hay là lấy cái nhân quyền để các ông đi áp đặt chiến tranh. Đúng không? Nhưng các ông nên nhớ rằng là đội quân của Liên Xô cũ, tôi gọi là đội quân vệ quốc. Vệ quốc là như thế nào? Là bảo vệ đất nước. Đúng không? Và gọi là Hồng quân Liên Xô. Hồng quân là gì? Có nghĩa là đội quân đổ bằng máu cho thế giới được hòa bình. Hồng đấy là máu, quân là lính. Đấy là đội quân lính mà phải đổ máu để bảo vệ cái nền hòa bình của thế giới nói chung và cái nền 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 độc lập của nước Nga. Thế thì chúng ta thấy là nước Mỹ có được mang danh là vệ quốc hay Hồng quân hay không? Không có quân đội nước Mỹ. Các ông đi đâu là các ông gây chiến tranh đến đấy thôi. Các ông đi cướp bóc đến đấy thôi. Đấy, Syria này, Nam Tư này, hay là như là Iraq ngày xưa, các ông bảo là Saddam Hussein là có cái tội nọ tội kia, cuối cùng là các ông treo cổ người ta xong các ông không tìm được ra bằng chứng gì về về hạt nhân cả, đúng không? Thì các ông cũng không có một lời xin lỗi, các ông không có một cái lời là thông báo rằng là cái sự việc đó là như thế nào, như thế là bình đẳng à? Không có. Nhưng còn các ông lại định lại áp dụng lại cái điều đấy với Tổng thống Nga. Sau khi các ông đưa ra một cái gọi là quay phim dựng chuyện, quay phim ở cái thảm án gọi là thảm cảnh ở Bucha, và sau đấy là các ông không cần biết hay không cần có một cuộc điều tra gì chính thức hay độc lập, các ông vu luôn cho đấy là Putin là tội phạm chiến tranh, là tên đồ tể khát máu, và còn nói thẳng lên thông báo với lại đề nghị là Interpol quốc tế bắt, có thể bắt Putin bất cứ ở nước nào, ở đất nước nào, gọi là ở trong phạm vi ngoài, nước Nga. Các ông không thể làm được điều đấy với lại Putin bởi vì không đủ tuổi, đúng không? Các ông không thể áp dụng giống như là tổng thống của Nam Tư cũ hay là tổng thống Iraq Saddam Hussein được. Đấy là những nước nhỏ, người ta bé hơn, thấp cổ bé họng, các ông vây, các ông bẻ cánh, các ông có thể làm được cái điều đấy, nhưng tôi đố các ông làm với nước Nga được. Bây giờ hiện tại đối đầu trực tiếp các ông đang còn e ngại. Các ông có bảo là bây giờ từ xưa đến giờ Mỹ và NATO trong cuộc chiến của Uka và Nga đều nói rằng là không tham gia quân đội mà chỉ có hỗ trợ về vũ khí. Thế nhưng đến bây giờ cái trận Mariupol chúng ta mới thấy là như nào. đấy Rất nhiều lính Mỹ và NATO đang tham chiến ở đây dưới danh nghĩa là quân đánh thuê hay quân tình nguyện. Nhưng rất nhiều tướng lĩnh, rồi là chỉ huy, rồi là bên quân sự, về bên 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 hỗ trợ về quân sự rất nhiều. Tại làm sao mà máy bay M8 nó phải thậm chí bị bắn hết cái nọ đến cái kia mà vẫn cắm đầu vào để đi giải cứu, nói là đi giải cứu bên bên, bên lính Azov, lính mấy thằng lính Azov là cái bọn phát xít, nó để ý làm gì? Nhưng bên cạnh đấy là phải đi giải phóng, đi kéo cái lính rồi của bọn bên 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 bên, bên Mẽo với lại bọn NATO, các cái bên bên về, về 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 tư vấn về bên các ông tướng lĩnh ở bên đấy. Thế thì bây giờ cháy nhà với ra mặt chuột, đấy. bảo là không tham gia nhưng mà lại vẫn âm thầm, mà chúng ta thấy nó là cái sự hèn nhát. Thế đó, tao là nước lớn, tao chính thức, tao tham gia đây này. Không dám làm cái điều đấy, như những con chuột, như những con rúi. Các anh thấy có đúng không? Đấy, mang tiếng là cường quốc nhưng mà nó đến những cái nước khác mà nhỏ bé, nó bắt đạt nên là nó hùng hổ lắm. Nó đến là có giống như kiểu là nó ăn tươi nuốt sống con người ta ngay. Nhưng mà đấy, chiến trường UK đến bây giờ chúng ta thấy rằng là một lũ hèn nhát. Đứng ở trước cái thế lực mạnh là nó hèn nhát. Đấy, nó cũng chỉ là những con hổ giấy thôi. Chứ làm gì đến còn như với là nước Nga, chúng ta mới thấy rằng là bây giờ nước Nga đang tuyên chiến với lại tất cả những cái thế lực đen tối của thế giới. Chúng em không nói rằng là đứng lại đứng đầu từ tuyên chiến với thế giới,
nhưng đứng đầu dám đứng ra tuyên chiến với lại thế lực đen tối bẩn của thế giới. Cái liên Đấy là minh như ma nào? quỷ Là Mẽo, là y, là NATO. À. Anh có nhận không? Còn Đúng bên rồi. phe mình nó có hạn chế hay có cấm thì cũng vậy thôi. Bên Đúng này nó cũng rồi. vậy mà. À đây, Tuấn này, anh được em Cu Tí, em này ở Bô Sa, em gửi cho anh một đoạn video mà khi mà lính Nga bắt sống được ấy, vào căn cứ đó, còn nhặt được rất Vâng. nhiều hộ chiếu của Mỹ, lính Mỹ. Vâng, Hộ đúng chiếu rồi, này, có. anh đưa lên Facebook, thì Facebook nó chặn, nó bảo là cần xác tín lại thông tin, tức là nó không cho mình đăng, đó. Đúng rồi, thì anh đã thấy rằng là như nào, tất cả những cái trang mạng xã hội như em đã nói rồi, còn những cái trang mạng xã hội đều do đất nước Mỹ nó quản lý. Twitter, Instagram, rồi là trừ mỗi cái thằng TikTok là cái trang giải trí là của thằng Trung Quốc, Tàu còn lại là tất cả là của thằng Mỹ hết. Và như em đã nói rồi là bây giờ có những cái cuộc chiến về quân sự, và sau này trong tương lai có những cái cuộc chiến trên không gian mạng nó còn nguy hiểm hơn. Có nghĩa rằng là như thế nào, nó muốn sự thật như thế nào là nó sẽ cho sự thật như vậy. Nó Một dựng con lên như người vậy. chưa từng tồn tại nó có thể là cho thành tồn tại, và ngược lại như anh em mình đã từng tồn tại nó cho biến mất khỏi cái trái đất này không một tăm tích. Bởi vì là như nào, tất cả mọi dữ liệu nó có thể là nó thay người này bằng người khác, nó xóa, nó làm được cái điều đấy mà. Anh có nhận không? Cái sự thật không có mà nó cứ nói là có. Tất cả lâu nay nó dẫn dắt. Ngày xưa chúng ta thấy rằng là trong cuộc chiến tranh của Việt Nam, tình báo CIA nó luôn luôn dẫn dắt cái dư luận thế giới ở cái khác rồi. Nhưng cái thời đấy thì nó chưa có cái mạng xã hội, thì là nó chỉ qua cái phương tiện radio này hoặc là do báo chí thôi. Nhưng đến bây giờ thì chúng ta thấy nó còn tinh vi và nó còn dã man khủng khiếp hơn nữa. Đấy, cái trang mạng xã hội nó bằng cách là những thằng nào kiếm tiền hay là phụ thuộc vào nó là phải tham gia bằng cái cuộc chơi theo cái luật của nó. Thế thì nó khác gì là chúng ta là một cái nhà tổ chức của giải bóng đá, rồi chúng ta là trọng tài và chúng ta cùng tham gia luôn, thì thằng nào đấu cho nó lại được cái đội đấy. Anh không nhận được Mỹ nó là như vậy. Tuấn này, tức là phải nói là cách đây 3 hôm thì Ủy ban Tự do Tôn giáo rồi Nhân quyền ở Mỹ nó lại bắt đầu đưa Việt Nam vào là đất nước có vấn đề về tự do ngôn luận và tự do tôn giáo. Mà trong khi ngay cái việc này nhá, đang ứng xử can thiệp thô bạo vào tự do ngôn luận của những YouTuber, Facebooker Việt Nam, khi mà người ta có quyền người ta phát biểu quan điểm về cái cuộc chiến này, cá nhân anh Bảo Trâm và phải nói 90% người Việt Nam là rất quý mến nước Nga. Lý do tôi chưa kịp nói về quá trình các cuộc chiến tranh của kháng chiến Việt Nam nước Nga và Liên Xô giúp chúng ta như thế nào, nhưng chỉ cần nhá, những khi tôi biết về chính trị, tôi lớn lên chưa bao giờ nước Nga can thiệp vào công việc nội bộ Việt Nam, lên án Việt Nam hay can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ Việt Nam khi Việt Nam xét xử những tên phản quốc. Nhưng mà trong khi Mỹ là to mồm nhất, luôn luôn lên án Việt Nam là tại sao lại bắt những người gọi là tù nhân lương tâm đó. Thế trong khi ngay Hoa Kỳ, nếu mà ai ca ngợi những người đánh bom Cảm Tử vào Tháp Đôi thì ông Hoa Kỳ tính sao? Trong khi đại sứ của ông chuyên gia gặp gỡ những người chống đối nhà nước Việt Nam bị đi tù. Mà ngay như Nga cư xử đàng hoàng, chưa bao giờ can thiệp vào công việc đó cả. Thì chúng tôi rõ ràng là chúng tôi là có cái con mắt nhận xét, chúng tôi yêu mến nước Nga vì họ sống hiền hòa, họ sống tôn trọng chúng tôi, không can thiệp vào công việc nội bộ chính trị xã hội của Việt Đúng Nam, rồi. đúng không ạ? Có mấy Tuấn. Thì như như anh đã nói, riêng không những riêng về cái vấn đề nội bộ Việt Nam mà nước Nga chưa bao giờ can thiệp vào bất cứ nội bộ của một đất nước nào trên thế giới. Bởi vì như thế nào, mỗi một cái đất nước có một cái luật pháp riêng phù hợp với cái hoàn cảnh, cái văn hóa, cái tôn giáo và cái con người ở đấy. Nó có những cái phù hợp. Cho nên rằng là chúng ta không thể áp đặt những cái vấn đề văn hóa hay là cái góc độ của nước này đối với nước khác được, mà đấy là những cái riêng biệt, đúng không? Cái đấy mới là cái tôn trọng nền độc lập và nền hòa bình thật sự của một đất nước khác. Anh công nhận được không? Thế thì riêng ông Mỹ Đúng. thì lại luôn luôn đi vi phạm vào cái vấn đề đấy. Ông Mỹ luôn luôn đi vi phạm vào cái vấn đề là đi can thiệp vào cái nước nọ hay là nước kia, nhưng mà chưa bao giờ giải quyết được cái vấn đề gì cả. Mà nói thật ra chúng ta thấy rằng là luôn luôn đi làm xáo trộn, hoặc là đi làm gọi là ta gọi là chọc gậy bánh xe với lại đâm bì thóc chọc bì gạo thôi, thì nó rất là vô lý. Vâng, thì cảm ơn bạn Tuấn đã dành cho VietVision một cuộc trò chuyện ngắn. Hy vọng trong thời gian tới, Tuấn thì cũng thường xuyên
lên diễn đàn để giúp cho khán giả trong nước thấy được những cái thông tin kịp thời, khách quan và chính xác từ Vâng, vì nước như Nga. anh với lại quý vị đều biết rằng là đến bây giờ thì cuộc chiến nó sẽ đi vào đến cái phần nó ác liệt hơn. Thì ngay như Putin đã thông báo rằng là kể cả bây giờ có đàm phán thì vẫn bắn chứ không phải cái chuyện ngừng bắn để đàm phán. Đấy, để rút kinh nghiệm rằng là như thế nào mỗi Quá lần nhân đạo. ông hết ông cần viện trợ thì ông lại Đúng lấy rồi. lý do là xin đàm phán để ông củng cố lực lượng, để ông chờ vũ khí từ Mỹ, từ EU sang. Thì giờ xong vấn đề là lên đến lúc mà có thì ông lại bắt biểu một cái ý khác. Đúng rồi. Và chúng ta thấy rằng là bằng thấy cái sự khốc liệt của cái cuộc chiến bằng cách là bằng bằng những cái thực tế là Mỹ và EU bây giờ tài trợ vũ khí cho Nga bằng à tài xin lỗi tài trợ vũ khí cho Uka là những vũ khí càng ngày càng tối tân và Đúng rồi. càng càng nặng hơn. Thì chúng ta thấy rằng là như thế nào, đang cổ súy chiến tranh và đang muốn rằng là cứ nồi ra nấu thịt, nó muốn là nước Nga phải bị thế nọ thế kia. Nhưng chắc chắn một điều rằng là chúng ta thấy rằng là tất cả những cái vũ khí đi đến đâu thì nước Nga bên bên quân đội Nga đều biết được đến đấy và đã bị đánh chặn hầu hết như là những cái vũ khí quan trọng tối tân rồi. Thì nó sẽ là đi vào những cái giai đoạn khốc liệt nhất để đi đến kết thúc, để đi đến giành phần cái lợi thế để có thể là ký kết sớm hoặc là lấy cái tiếng vị thế tiếng nói để trên cái vòng đàm phán nó có thể là nó sẽ tốt hơn. Thì cũng không mong muốn cái vấn đề chiến tranh xảy ra. Hy vọng rằng là giảm thiểu được tất cả những cái tính mạng cho những cái người dân vô tội để cho cái cuộc chiến tranh này sớm kết thúc. Và chúng ta thấy rằng là những ngày qua rất nhiều những binh đoàn quân lính của Azov ở bên 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 chỗ vùng 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 vùng, 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 vùng chiến sự bây giờ đang căng thẳng là đã ra đầu hàng rồi. Đúng, đúng không anh? Ngày hôm qua hơn 1.000 quân lính ra đầu hàng và chúng ta thấy Đúng rằng rồi. là cái cách đối với lại người 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 tù binh của Nga nó rất là tuyệt vời. Và bên cạnh đấy thì lại chúng ta lại đang còn hỏi đặt một cái câu hỏi rằng là Em ấy nói về xoay máy chúng ta rồi. À, anh dừng máy cái gì đấy, có bị xoay máy.